Cô chào tất cả các em. Tiết học trước các em đã được học bài tập đọc bàn tay mẹ, thấy được sự vất vả của mẹ rồi đúng không nào? Các em biết không, trong mỗi gia đình, mẹ luôn là người gần gũi, thương yêu, chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ cho các con. Tuy vất vả nhưng mẹ luôn dành thời gian cho các con của mình. Trong tiết chính tả ngày hôm nay, chúng ta cùng tập chép lại một đoạn trong bài Bàn tay mẹ. Cô mời các em cùng đọc lại đoạn chính tả hôm nay nhé. Các em lắng nghe cô đọc. Bàn tay mẹ. Hằng ngày đôi bàn tay của mẹ phải làm biết bao nhiêu là việc. Đi làm về, mẹ lại đi chợ nấu cơm. Mẹ còn tắm cho em bé, giặt một chậu đã lót đầy. Theo Nguyễn Thị Xuyến. Con đọc lại theo tay cô chỉ nhé. Con đã đọc bài rất tốt. Bài chính tả ngày hôm nay có 3 câu. Câu thứ nhất, từ hàng ngày tới biết bao nhiêu là việc. Câu thứ hai, từ đi làm về tới nấu cơm. Câu thứ ba, từ mẹ đến giặt một chậu đã lót đầy. Bài chính tả ngày hôm nay nói về sự vất vả của đôi bàn tay mẹ. Bây giờ các em hãy đọc thầm để tìm ra những tiếng từ mà các em dễ viết sai nhé. Trong câu đầu tiên, hàng ngày đôi bàn tay của mẹ phải làm biết bao nhiêu là việc. Các em lưu ý cho cô từ bao nhiêu. Đi làm về, mẹ lại đi chợ nấu cơm. Mẹ còn tắm cho em bé, giặt một chậu đã lót đầy. Các em lưu ý tiếng giặt và từ đã lót. Bây giờ các em cùng luyện viết các từ này nhé. Bao nhiêu. Tiếng bao có âm bờ đứng trước và nao đứng sau. Tiếng nhiêu có âm nhờ đứng trước và niêu đứng sau. Các em lưu ý vần ao và vần yêu. Tiếng dặt có âm di đứng trước, vần ắt đứng sau. Thanh nặng đặt dưới âm má. Các em lưu ý cho cô vần ắt có âm tờ cuối. Tã, lót. Tiếng tã có âm tờ đứng trước, âm a đứng sau. Thanh ngã trên âm ma. Các em lưu ý cho cô thanh ngã trong tiếng tã nhé. Tiếng lót có âm L đứng trước, vần ót đứng sau, thanh sắc trên âm M. Con lưu ý cho cô vần ót. Bây giờ các em hãy luyện viết các từ này vào bảng con nào. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em chép lại đoạn văn này nhé. Trước khi viết, các em lưu ý cho cô cách cầm bút và tư thế ngồi viết để tránh cong vẹo cuộc sống, và các em lựa chọn nơi có đầy đủ ánh sáng để chúng ta viết không bị cận thị nhé. Cô giới thiệu với các em, đây là một bài viết hoàn chỉnh. Trong tuần này chúng ta tiếp tục viết chữ cỡ nhỏ nên các em viết thật nắn nót, cẩn thận sao cho đúng độ cao, độ rộng của các con chữ nhé. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em viết từng dòng. Đầu tiên, các em lùi vào một ô viết thứ ngày, tháng, năm ngày hôm nay chúng ta học. Sau đó chúng ta xuống dòng, đếm từ lề vào 6 ô viết chính tả. Chúng ta đếm vào 3 ô kẻ một đường kẻ lỗi. Các em đếm từ lề vào một ô viết lỗi, từ đường kẻ lỗi. Các em đếm vào 3 ô viết tên bài ngày hôm nay, bàn tay mẹ. Các em lưu ý là bài chính tả ngày hôm nay có hai đoạn. Đoạn thứ nhất, từ hàng ngày cho tới biết bao nhiêu là việc. Đoạn thứ hai là gồm hai câu sau. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em trình bày hai đoạn này nhé. Khi viết thì đầu câu thì chúng ta sẽ viết hoa. Ở đây này, chúng ta nếu bạn nào viết được chữ hoa thì chúng ta viết. Còn nếu bạn nào mà chưa viết được chữ hoa thì các em viết chữ thường nhé. Chúng ta đếm từ đường kẻ lỗi vào một ô, chúng ta viết hằng ngày phẩy
Chúng ta viết tiếp. Đôi bàn tay của mẹ. Ở đây các con viết theo từng từ hoặc cụm từ để tránh viết sai hoặc là viết bị sót những từ, những tiếng có trong bài nhé. Chúng ta viết tiếp. Phải làm biết bao nhiêu là việc. Khi chúng ta viết đến đây là chúng ta viết hết dòng rồi, thì các em xuống hàng và viết sát vào đường kẻ lỗi nhé. Khi viết hết câu đầu tiên, các em đặt dấu chấm câu. Chúng ta bắt đầu viết sang đoạn thứ hai, thì đầu đoạn các em cũng lùi từ đường kẻ lỗi vào một ô. Các em đặt bút viết. Đi làm về phải. Tiếp tục. Mẹ lại đi chợ phải. Nấu cơm chấm. Khi viết hết câu thứ hai rồi, chúng ta tiếp tục viết sang câu thứ ba. Chúng ta viết tiếp sau dấu chấm nhé. Mẹ còn tắm cho em bé. Các em cũng lưu ý là ở đây khi chúng ta viết hết dòng rồi thì các em xuống hàng viết sát vào đường kẻ lỗi. Phải này. Viết tiếp tục. Giặt một chậu đã lót đầy. Chấm. Khi chúng ta viết hết ba câu rồi thì bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em viết tiếp tên của tác giả. Chúng ta sẽ trình bày sao cho thật khoa học. Các em đến từ đường kẻ lỗi vào 6 ô. Chúng ta viết theo Nguyễn Thị Xuyến. Vậy là cô cùng các con vừa viết xong bài chính tả ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta cùng soát lại bài nhé. Thứ, ngày, tháng, năm. Chính tả bàn tay mẹ. Hằng ngày, đôi bàn tay của mẹ phải làm biết bao nhiêu là việc. Đi làm về, mẹ lại đi chợ, nấu cơm. Mẹ còn tắm cho em bé, giặt một chậu đã lót đầy. Theo Nguyễn Thị Xuyến. Và khi các em trình bày xong thì các em hãy gạch một đường kẻ hết bài như thế này. Và những lỗi mà chúng ta viết sai thì các em gạch chân và sửa sang phần lỗi bên tay trái này nhé. Các em vừa viết xong bài chính tả, bây giờ chúng ta cùng chuyển sang làm các bài tập nhé. Bài tập đầu tiên, điền vần an hay át. Để điền được đúng hai vần an và vần át, bây giờ chúng ta cùng phân tích hai vần này trước nhé. Vần an có om a đứng trước, om n đứng sau. Vần át có om a đứng trước, om t đứng sau. Vậy vần an và vần át có điểm gì giống và khác nhau? À, cả hai vần này có điểm giống nhau là đều có om a đứng trước. Còn điểm khác nhau, vần an có om n đứng sau, còn vần át có om t đứng sau. Vậy để xem các em đã phân biệt được tốt hai vần này hay chưa. Chúng ta đi làm các bài tập này nhé. Cô có hai bức tranh. Các em hãy quan sát thật kỹ hai bức tranh để chúng ta điền đúng hai từ ở bên dưới nhé. Qua bài tập này chúng ta sẽ phân biệt được vần an và vần át. Vậy bài tập tiếp theo là gì? Chúng ta cùng chuyển sang bài tập thứ hai. Điền chữ g đơn hay g kép. Các em quan sát có hai bức tranh. Bức tranh thứ nhất là hình ảnh ga Hà Nội, còn hình ảnh thứ hai là cái ghế. Vậy bây giờ chúng ta hãy suy nghĩ thật kỹ để chúng ta điền đúng cho cô từ nhà ga và từ cái ghế cho chính xác nhé. Vậy các em cho cô biết khi nào thì chúng ta dùng g đơn, khi nào thì chúng ta dùng g kép nhỉ? À, chúng ta đã học quy tắc chính tả rồi đúng không? Chúng ta sẽ điền g kép khi đi đằng sau là các âm
âm y, âm e hoặc âm e. Còn nếu đằng sau không phải âm y, âm e hoặc âm e, ví dụ là các âm khác như âm o, âm ô hoặc âm ơ, thì chúng ta sẽ điền g đơn. Vậy qua bài tập này, chúng ta sẽ biết cách điền đúng g đơn hoặc g kép. Con lưu ý nhé. Cuối tiết học ngày hôm nay, cô có một phiếu bài tập dành cho các em. Phiếu bài tập gồm 3 bài. Bài 1 nhìn viết. Các em hãy nhìn và viết lại cho cô bài bàn tay mẹ thật ngắn nớt, cẩn thận, hướng độ cao, độ rộng của cỡ chữ nhỏ nhé. Bài 2, điền vần an hoặc vần áp. Bài 3, điền g đơn hoặc g kép. Các em sẽ quan sát và làm thật cẩn thận vào trong phiếu. Sau đó, các em sẽ nhờ ba mẹ chụp hình lại gửi cho cô kiểm tra qua Zalo. Và các em nhớ là sẽ lưu lại cái phiếu này vào trong bìa nốt để khi đi học trở lại, các em sẽ nộp lại cho cô kiểm tra một lần nữa nhé. Sau tiết học ngày hôm nay, các em sẽ chuẩn bị cho cô bài tập đọc cái bóng sách tiếng Việt 1 tập 2 trang 58. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cô rất vui khi được đồng hành cùng các em trong tiết học này. Cô chào tạm biệt các em.